Người ta nói là tôi á là ăn chặn tiền từ thiện nhờ 100 triệu của ông Thí đó, à, bây giờ đem Thí về nuôi đi. Chúng tôi làm đây vì lương tâm, chứ tụi tôi không phải là người như vậy. Nhưng mà bức xúc tới chuyện danh dự tôi thì cho nên giờ tôi xin không đồng hành với Nghĩa nữa. Hello chị Thí nha. Chị Thí khỏe không? Chút nữa lên chút, lên chút. Ở đây thì yên tĩnh rồi con, yên tĩnh lắm. Nói chung là ở đây thì khỏe. Ông chở ở đâu cô? Đây. Đây hả? Quận 7 giờ sửa ông chúa con là giữ rồi nha. Ủa cô uống gần hết luôn hả? Uống hết luôn. Hai chồng. Rồi. Uống gần hết luôn bà. Hết tê tay hết luôn. Tê tay một luôn. Lần đưa về không được, cô đi giúp việc nhà đó. Dạ. Rồi cô cầm cái đồ lau nhà không được luôn. Cái chân ông bị tai biến, đi cà nai cà xiên té. Bây giờ đi được, ăn kinh thọ. Đi đi đồng bộ đó con, từ Hoàng Diệu đi đi khúc Nguyễn Khúc, bây giờ đi một mạch từ Hoàng Diệu đi lại tới xe 20 á, qua bưu điện Sấm Chiếu luôn, đi một nước một. Lên xe về. Đi được, đi ngon lành. À. Khi mà chưa uống là yếu hơn hay sao? Yếu hơn đi mệt hơn. Là bây giờ là bước thoải mái hơn. Đi. Bữa nay rồi. Vậy là lúc trước là đi là dở chân không lên hả? Giờ không cũng lên vậy nhưng mà nó quét. Gạt vậy hả? Là gì hả? Lúc trước đi gì? Từ ngày mà uống tới giờ là ăn ngon ngủ ngon. Chú thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon ha. Là sức khỏe mình cải thiện rõ rệt đúng không? Đúng rồi. Tính tới thời điểm hiện tại là em giữ giùm chị Thí là. Dạ em nghĩ xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì em xuống để cập nhật tình hình của chị Thí sống dưới gầm cầu cho ông bà cô chú anh chị biết. Hôm nay thật sự mà nói là một tin rất là buồn. Không biết nguyên nhân vì sao hai cô là người giới thiệu hoàn cảnh của chị Thí á, thì hai cô nói em xuống đây để cho hai cô tâm sự là hai cô sẽ bỏ cuộc, hai cô không muốn là giúp đỡ chị Thí nữa. Cũng không biết là hai cô bị áp lực chuyện gì. Để hiểu rõ hơn thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình sẽ cùng lắng nghe hai cô tâm sự và chắc chắn là em sẽ tìm cách để mà tìm hướng giúp đỡ cho chị Thí. Bây giờ là hai cô rất là buồn và em cũng không biết sao nữa. Tại vì hai cô là người mà luôn đồng hành cùng em để chia sẻ hoàn cảnh của chị Thí, cũng như là hai cô đã đồng hành cùng em để đi tới lui để đóng tiền này kia cho chị Thí. Thật sự mà nói hôm nay hai cô vậy thì em cũng hơi buồn và cũng hơi hoang mang. Bây giờ em sẽ gặp hai cô ạ. Rất là buồn ông bà cô chú anh chị. Dạ con chào hai cô với hai cô. Chào con. Dạ. Hai cô hẹn em xuống thì hai cô cũng muốn tâm sự xíu. Nhưng mà trước khi tâm sự thì con cũng gửi cô hai hộp thuốc nha, là cô có đặt hàng con á. Dạ ok. Cô gửi tiền con luôn, tại vì cô dùng rồi. Cô giới thiệu bạn bè cô, giờ bạn bè cô uống ngon lành đàng hoàng, hiện giờ cô đặt cho bạn cô. Hôm nay chắc cỡ hai chục hả hả Nghĩa? Dạ chắc cỡ đó. Hai chục cũng đó, hồi sáng đặt 4 hộp luôn á, mà tại Nghĩa đem xuống đặt trễ quá, Nghĩa đem xuống có 2 hộp à. Lát con về con ship cho cô 2 hộp nữa nha. Dạ rồi. Cái này là mua cho bà chị. Dạ. Bây giờ là cô cầm giùm con. Dạ. Nguyên nhân là vì sao mà cô nói với con là bây giờ là cô không có muốn liên quan tới chuyện của chị Thí nữa cô? Kính thưa cộng đồng mạng, tại vì tôi cũng có sự bức xúc. Hồi đầu thì cũng giúp để giúp cho em Thí nó, cứu sống mạng em Thí nó. Thì trước khi là điện cho Nghĩa xuống quay để cộng đồng mạng giúp cho Thí thì cũng có hỏi qua ý kiến của chồng Thí và mẹ chồng Thí, thì đồng ý mới điện cho Nghĩa xuống để giúp Thí qua cơn nguy kịch đó. Là bữa nay Thí cũng đã khỏe rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhận những cái lời nói người ta điện thoại tại tôi luôn. Người ta nói là tôi là ăn chặn tiền từ thiện nhờ 100 triệu của ông Thí đó, à, bây giờ đem Thí về nuôi đi. Giờ tôi với lại Nghĩa với lại cái cô này á, là ba người á, đang đăng hình ảnh của Thí lên để lấy cái hình ảnh của Thí đặt trục lợi, đặt chia trái. Tôi làm đây vì lương tâm, chứ tụi tôi không phải là người như vậy. Nhưng mà bức xúc tới chuyện danh dự tôi thì cho nên giờ tôi xin không đồng hành với Nghĩa nữa. Xin tạm ngưng. Rồi khi tôi tạm ngưng xong rồi tôi sẽ cho mẹ chồng Thí về luôn. Lúc đó là do Nghĩa sắp xếp như thế nào là tôi không biết. Tại vì tôi là người giới thiệu, tôi là người đồng hành. Thì bây giờ tôi có thể là kêu mẹ Thí ngưng luôn.
Tại vì người ta đã nói xấu tôi nhiều quá và ba cô cháu tôi thật sự là rất là buồn. Vì danh dự của ba người tụi tôi thành ra tôi cũng rất là buồn lắm. Hôm bữa tôi nghe điện thoại cho tôi chửi tôi á, là tôi rất là bức xúc, tôi khóc luôn á. Thậm chí tôi khóc luôn, bức xúc luôn á. Tôi chỉ nói vậy thôi, có một người điện cho tôi và bình luận rất là nhiều, về tiêu cực rất là nhiều. Cô nói thì con cũng buồn. Từ hồi tối giờ là con cũng không ngủ được luôn. Con cũng không nghĩ rằng là hai cô sẽ không đồng hành cùng con để mà giúp đỡ chị Thí nữa. Nhưng mà qua sự việc này thật sự mà nói đó, cũng hơi buồn ông bà cô chú chị. Bây giờ là người ta nói vậy rồi thì cũng không biết phải nói sao nữa. Nếu mà mẹ chồng ở chồng thì người ta cũng sẽ nghĩ rằng là mẹ chồng sẽ liên quan tới ba cô cháu mình nữa. Đúng. Người ta nói với cô là đem đi được là tự lo được, đem Thí về đi, chừng nào Thí chết đó thì có người chôn. Nói vậy thôi, người ta chỉ nói với cô như vậy đó. Thì bây giờ á, cô không đồng hành với con nữa. Cô cũng rất là thương con. Cô rất cực khổ, cô cháu mình là cô cũng đã hiểu. Nhưng mà giờ vì cái đồng tiền đó cô cũng chẳng có lợi nhuận gì đâu. Ví dụ giờ cô cho cô á, làm 3 lần là 5 triệu thì cô cũng vẫn mang ơn. Mà công cô chạy lên chạy xuống cô đâu có nghĩ gì đâu Nghĩa. Yeah. Cô không nghĩ gì vấn đề tiền bạc hết. Ví dụ cô á, có lòng tốt cho cô vẫn đi. Mà không cho cô cũng vẫn đi. Yeah. Tại vì quyết tâm là cái lòng cô là nó như vậy. Yeah. Nhưng mà đối đáp với cô thì quá tệ. Ba cô cháu mình luôn chứ không phải riêng một mình cô. Luôn cả ba cô cháu mình luôn là có nghĩa là ba cô cháu mình đồng hành để đăng hình ảnh của Thí lên để trục lợi. Đang chia chác với nhau. Mà cô nghĩ cô cháu mình chia cái gì? Cô nghĩ là không có chia được cái gì á. Tất cả tiền mạnh quân con đã đọc lên hết và công bố tất cả trên mạng hết, cộng đồng mạng hết. Thì cô nè, cho cô nhiêu cô lấy nhiêu. Chứ cô đâu có đòi hỏi con đúng không? Còn cái gì thì ra cái nấy. Ví dụ con đưa tiền cô đóng thì tất cả đều có biên lai. Còn những thứ không biên lai cô cũng báo trước với con. Ví dụ linh tinh thì cô không có làm biên lai cho con được. Con cũng thông cảm cho cô vấn đề đó. Yeah. Đó, cô ấy, sống bằng cái tâm, bằng cái tâm của cô. Chứ cô không có sống vì vấn đề tiền. Ai cũng phải sống vì tiền, nhưng mà đúng nghĩa. Tiền, đồng tiền phải cho đúng nghĩa. Chứ không phải mà muốn nói người ta như thế nào nói vậy được. Cho cái danh dự con người ta mà. Đâu phải dễ nói vậy, chà đạp người ta vậy được. Ví dụ giờ cô không cứu con Thí đi. Mỗi ngày cô cũng có cơm, cô ăn 3 cử. Dạ. Cô mỗi ngày cũng có ăn cơm, ăn thử. Dù cô nghèo thật sự, cơm không giàu sang, nhưng cô vẫn ăn được một ngày 3 cử cơm. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Mình nói chi vậy, nói chi hả cho cô cháu mình đó. Cô thấy là cái công đó, của đồng công ra tới một lượng lần con. Đúng không? Ví dụ giờ tụi cô này chạy lên chạy xuống, bỏ công đức. Thì tụi cô làm được, tụi cô tạo được cái phước được, tụi cô hưởng. Chứ không ai hưởng cho cô hết, đúng không? Nhưng mà đừng có gì đồng tiền như thế đó mà nói ba cô cháu mình như vậy, cô không đồng ý. Dạ. Yeah. Cô không đồng ý chứ hồi đầu giờ cô quyết định là cô đồng hành cùng với con khi đến khi điểm cuối luôn là cô cháu mình mới chia tay. Nhưng mà hôm nay cô cũng vì bức xúc quá, thật sự. Rất quá bức xúc. Thì bây giờ cô chỉ nói như vậy thôi, còn ai lo được Thí gì đó cứ việc lo. Cô yeah. nói với Nghĩa vậy là con do là con tự quyết định chứ cô không quyết định được. Nhưng mà cô là tạm ngưng đồng hành. Dạ. Yeah. Sáng nay thì con cũng có nói với sư cô á về cái vụ việc là hai cô vậy đó. Thì sư cô nói là Nghĩa ơi, con cứ nói với hai cô là bây giờ là lỡ rồi, bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi, gán đi rồi giúp cho chị Thí khỏe mạnh lại rồi mình sẽ tìm cách mình giúp đỡ cho chị Thí. Thì người ta đã nói vậy rồi thì mình sẽ tìm cách để mà mình giúp đỡ chị Thí cái hướng khác, chứ không thể nào là đi cái hướng bữa giờ mà mình giúp nữa. Nên là hôm nay là con có mặt ở đây để con chia sẻ. Con cũng mong là hai cô á, cũng thương chị Thí, cũng đừng có nghe những cái lời mà người ta nói vậy rồi mình sẽ bỏ cuộc vậy. Nhiều khi đó là cũng tội chị Thí nữa. Chứ mình cũng đã giúp bữa giờ còn chỉ là một tuần nữa thôi là con thấy là chị Thí sẽ khỏe mạnh lại rồi. Nên là con mong là hai cô cũng lỡ thương rồi thương cho trót đi cô. Trên cộng đồng mạng thì người ta rất là yêu mến hai cô, còn những ai mà đã nói xấu cô thì cứ kệ đi. Đây là những lời mà sư cô có nói với con, cũng mong là hai cô sẽ đồng hành cùng sư cô, cùng cô Hằng, cùng chú Cường, cùng những mạnh thường quân mà đang quan tâm á. Dạ. Thì bây giờ cô nói con nghe nè, nếu mà thật sự mà sư cô với cô Hằng với chú Cường quý mến hai cô là với con luôn. Không, thì cô nói nè, cô thật sự là cô muốn bỏ cuộc qua nay là thật sự luôn á, cô buồn á, cô đứng thì cô phải khóc luôn. Tại vì chửi cô là cô phải khóc luôn thật sự, nhưng mà cô không kêu danh tánh ai hết, cô chỉ nói vậy thôi.
đó. À, nhưng mà bây giờ sư cô với lại chú Cường của Hằng nói vậy thì cô sẽ đồng hành với con. Dạ. Và đồng hành với con thì, nhưng mà mong sao á, tất cả cô chú, cộng đồng mạng và những người nói cô đó thì đừng bao giờ xúc phạm với cô nữa. Cô vì một cái lương tâm của cô, một cái tình thương của cô muốn là để giúp đỡ cho Thí đến ngày Thí về, là lúc đó cô cháu mình là coi như hết trách nhiệm, đúng không? Đó, con thấy là trưa là cô chạy lên, chiều cô chạy về, sáng cô chạy lên, trưa cô chạy về. Trời ơi, nó xin lỗi chứ, nó thiệt với con, nếu cô mà vì tiền cô không có đi vậy đâu nghĩa. Thật sự là nếu cô vì tiền cô không có đi vậy đâu, cô không bao giờ mà cô đi như vậy đâu. Thì cô cũng vì cái tấm lòng từ thiện của cô không giúp gì được, nhưng cô giúp được cái công. Dạ. Tiền thì cô không có, thật sự là cô không có tiền. Nhưng mà cô giúp được cái công thì ngày hôm nay nếu mà sư cô với cô Hằng với chú Cường nói vậy thì tôi xin cảm ơn sư cô, cô Hằng, chú Cường và tất cả cộng đồng mạng. Tôi sẽ cùng đồng hành với Nghĩa. Tôi bỏ hết tất cả những cái gì tôi bỏ hết để tiếp tục đồng hành cùng với cháu Nghĩa. Dạ, sẵn đây thì con cũng xin phép nói điều này là hôm bữa giờ là sư cô là có cho mấy cô một ít tiền uống cà phê, là sư cô không cần biết là cô giàu hay nghèo. Đối với sư cô thì sư cô không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà sư cô thấy được là cái tình thương của hai cô dành cho chị Thí á, là sư cô cũng muốn là tặng một số niềm vui nho nhỏ để cho hai cô có thêm có niềm vui thôi, chứ không phải là tặng số tiền đó mà để cho công cán đi lợi này kia nọ. Nên là con nói rõ để cho hai cô hiểu hơn. Thì người ta nói là hai cô này cùng em ăn chặn 100 triệu đó, thì hôm nay là cô bên đây là rất là bức xúc, nên là hôm nay là cô mới dẫn em xuống tận nhà để mà xem là cô có nghèo đến nỗi mà phải ăn chặn số tiền 100 triệu đó không. Khi mà cô nghe thì cảm giác lòng cô làm sao? Nếu mà Mạnh Thường Quân mà không biết bên gia đình cô á thì nói không tức. Nhà trọ cô nè, nhà cô ở nè, hẻm 935 nè, quẹo phải vô. Nhà trọ, nhà đồ, nhà có sẵn hết, thậm chí quận 9 một chục căn nhà trọ nữa. Đừng nói mà để lấy 100 triệu đó lặng mà sống. Dạ. Giàu thì không giàu nhưng mà đủ ăn thôi. Mày thấy người nào hơi như dòng họ có thể bệnh đau, cô có thể cho 10 triệu, 20 triệu là có hết. Dạ. Đó. Tình hình bây giờ rất là căng thẳng ông bà cô chú chị, nên là em phải tìm hướng để mà em giúp cho chị Thí hướng khác. Chứ bây giờ là cái hướng cũ là không sử dụng được rồi. Nên là bây giờ phải tìm hướng. Nên là hôm nay em có mặt ở giải nhà trọ của cô để mà một xíu nữa ông bà sẽ hiểu hơn. Thì bây giờ mấy cái chuyện đó thì có lẽ là cô cháu mình nên là bỏ ngoài tai đi. Dạ, bỏ đi. Dạ. Dạ. Mà cô cho con hỏi là tình hình sức khỏe của chị Thí giờ sao cô? Hỏi con này nè. Dạ, cô này đi nhiều rồi hả? Thì đi chung. Cô là trực kiến này nhất, cô là trực kiến. Tại vì bây giờ trong bệnh viện là tiếp cô không à. Tại vì mẹ chồng Thí bà hơi khờ, bà không hiểu. Dạ. Tất cả những gì là do cô hết. Dạ. Thì bác sĩ báo với cô á là tình hình Thí là nay mấy cái vết thương cũng thịt nó cũng lòi ra rất nhiều rồi. Dạ. Và bác sĩ nói là cũng như tiết kiệm tiền cho Mạnh Thường Quân á. Tất cả dạ. đều tiết kiệm hết. Thì bác sĩ có nói là không cần xài cái máy gì đó để khử trùng nữa, mà bây giờ phải mua lá trà xanh. Dạ. Về nấu nước rồi đem lên đó, đấy cái đó là khử trùng là tốt nhất, là mau da kéo cái da thịt của Thí lại, là cái phần vết thương đó. Thì cô cũng đi chợ cô mua xong, cô cũng làm y như bác sĩ chỉ dẫn. Dạ. Cô đem lên để cho bác sĩ người ta rửa, rồi mình người nhà mình cũng phải rửa, nó tất cả là như vậy. Vì cái chỗ bác sĩ thấy cũng hoàn cảnh hơi khó khăn. Dạ. Mà tiền Mạnh Thường Quân thì cũng cực khổ, người ta giúp mình lần hai lần thôi, người ta có thể nào ta giúp mình hoài được. Dạ. Cho nên bác sĩ với lại cô cùng đồng hành với nhau nói thôi giờ để mình làm cái đó để cho tiết kiệm cái phần tiền để trị cho Thí. Thì dạ. cô cũng cảm ơn tất cả bác sĩ ở bệnh viện phục hồi chức năng. Dạ. Đó thì như vậy đó, cô cũng chịu cực lắm, cô phải mua lá trà xanh cô nấu mà đem lên cho mẹ chồng Thí đó. Dạ. Cô cũng làm tất cả những cái tấm lòng của cô hết đó. Dạ. Chứ cô không phải là sống là người vì tiền đâu, nghĩa có con xuống đây con thấy nhà cửa cô là tất cả của cô có nhà cửa hết đó. Nhưng mà nói cô nhiều khi cô cũng bức xúc, nói chung là cô rất là bức xúc. Nhưng mà nay thôi chuyện đó bỏ qua đi, cô cháu mình coi như là đồng hành đi. Dạ. Đó, bữa hôm qua cô tức cô khóc luôn, cô nhắn tin cho con cô khóc luôn á, thật sự luôn á. Bây giờ cô gọi chị Thí được không cô? Được. Dạ, gọi chị Thí đi. Con lấy gì cho cô? Dạ. Lấy cái máy đi. Hôm nay thì có lẽ là ông bà cô chú chị
từ trước giờ cũng nghe được cái câu chuyện và cái hướng giúp đỡ chị Thi á, thì tất cả đã thay đổi mới hoàn toàn ông bà cô chú anh chị. Thì sau khi mà cuộc điện thoại này điện rồi, em sẽ cho ông bà nghe tình hình sức khỏe của chị Thi như sao, và sau đó là em sẽ tìm một cái hướng giúp đỡ. Chắc chắn là khi mà ông bà của chúng chị hôm bữa giờ nghe em nói và cũng xem cái lý do, là ông bà sẽ hiểu tại sao mà em sẽ quyết định như thế này. Có lẽ là đây là cái quyết định mà đúng đắn nhất. Và những cô chú anh chị nào mà xem clip mà hiểu á, là ông bà sẽ hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà em phải xử lý trong cái trường hợp này. Tại đây cô. Chị mở camera đi cho Nghĩa thấy nè, tất cả khuôn mặt của bác mình thấy rồi bây. Mạng yếu quá. Máy cô mạng yếu quá. Về đây khỏi đi. Lấy thợ cô đi, đi lấy. Máy cô mạng yếu. Trời, cô tiết kiệm từng đồng cho Thí luôn á nghe. Cô tiết dạ. kiệm. Mà mình vô nhà cô luôn đi. Rất là tiết kiệm chứ không phải mà cô như người ta đâu. Dạ. Tiền tại mẫn phụ huynh con biết tiền rất là cực khổ, chứ đâu phải ai cũng tự nhiên có tiền mà để cho đâu. Dạ. Vô nhà cô luôn đi. Đây là nhà của cô đúng không? Đúng rồi. Còn mấy nhà khác nữa không bà cô chú anh chị? Chú Nghĩa gặp Mơn Thí nè. Biết rồi, bà mã yếu quá à. Tức tắc quà. Cô quay chị Thí xíu đi cô. Quay chị Thí xíu ơi. Hello chị Thí nha. Quay vô cái mặt đi cô. Chị Thí khỏe không? Về cái mặt kìa. Lên chút, lên chút. Người ta đang quay mày đó. Kêu bánh lên chút xíu. Chị Thí ơi. Bữa nay hồng hào lắm không bà? Đâu cô quay nguyên người cho coi ơi. Luôn đưa lên chút. Đó được rồi đó. Giờ nói đi. Nó. Che lại. Che lại. Che lại. Che, quay che, cái mặt thôi. Che lại cái ngực nó luôn chính ơi. Dạ. Quay cái mặt thôi. Rồi. À, chị khỏe không? Quay đâu có nửa cái mặt quay vậy? Quay lên chút nữa. Để tao không từ tao. Là đâu đó để góc nãy xích xuống. Đưa xích qua chuyện chốc, đưa xích qua tay chuyện chốc. Xích qua tay đây nè, xích qua tay. Quay cam sao đi. Có thấy cái gì đâu. Vừa rồi chị Thí thì chỉ nhìn được phong phanh là chị Thí bây giờ rất tỉnh táo rồi. Thì chỉ chờ bác sĩ vài ngày nữa thôi là bác sĩ sẽ... Vậy là có phẫu thuật không cô? Có thể, chắc cũng không phẫu thuật đâu không. Dạ, vậy là có thể là vài ngày nữa về. Hôm nay là em có mặt ở đây là em sẽ... Ở cô tên gì con quên ta? Cô Cú. Dạ, là em sẽ thuê một cái phòng trọ cho chị Thí ở lại đây. Tại vì á, là con thấy rằng á, cô là bây giờ á, là về quê thật sự mà nói là rất là khó sống. Còn bây giờ mà chị Thí ở đây á, nhiều khi là chị đi bán số nè, chị cũng sống được nè. Rồi nhiều khi là bệnh tật, ốm đau thì cũng có bà con nhiều ở đây. Tuy là không phải là dòng họ vậy nhưng mà tình thương giữa con người và con người á, thì con nghĩ là ở Sài Gòn là... Khi mà bệnh thì chắc chắn là sẽ được nhiều người biết tới hơn. Nếu mà về quê thì nhiều khi là cuộc sống dưới quê thì nghèo khó, đâu ai giúp được hoài đâu cô. Cô thấy con suy nghĩ được không hay cô? Đúng, ở đây cái gì cũng có gành nhà thương cũng đỡ. Dạ. Yeah. Không, nhưng mà vấn đề là bệnh tật, ốm đau nhiều khi là không có tiền, nhưng mà bà con ở đây người ta ở trọ nhưng mà người ta vẫn giúp được. Còn hơn là về quê người ta không làm ra tiền á. Dạ. Yeah. Thì cái lý do là tại sao mà em để chị Thí ở đây thì chắc chắn là ông bà, cô, chú, anh chị xem, ông bà sẽ biết rồi. Cô thấy con tính với cũng hay, cũng được. Mà nhà trọ thì nhà của trọ của cô hai. Thì cô hai á, thì cho Thí về để ở thì trách nhiệm cô hai sao đó, cô hai tự nói. Cái đó là cô tư không có dính. Dạ. Yeah. Cái khi mà xuất hiện về đây á, là cái phần ở nhà trọ cô hai thì cô hai tính sao đó, được cô hai lên tiếng luôn cho nó yeah. dễ, nó dễ dàng nặng mình có ý kiến với nhau, mình góp cùng góp sức với nhau như vậy đó. Yeah. Thì ý của cô sao thì cô nói ha. Lúc mình xuất hiện về cô tư là coi như là chỉ giúp đỡ khi khó khăn đồ, chẳng hạn như gói mì hay là ký gạo thôi, chứ cô tư không giúp gì được nữa hết, nói chung là như vậy. Dạ. Yeah.
Nhưng mà trước khi mà chị Thúy xuất viện về khỏe lại rồi thì mình cũng phải là cần nói cho chị Thúy biết những điều như là mà thằng Quân đã giúp đỡ rồi một lần, thì sau này mình phải mạnh lại, mình gán làm, mình phải gán bán số hoặc là làm gì đó để mình tự nuôi sống mình, chứ không ai mà nuôi mình mãi. Mình phải nói rõ cô, nhiều khi mình không nói thì chị Thúy chị không lo làm ăn đó, thì lúc đó lại khổ nữa. Đó, dạ. Thì ý cô là muốn nhắc nhở như vậy đó. Dạ. Thì mình cô như thế nào đó, cô suy nghĩ sau đó là cô phải tự nói lên là bữa lúc đầu. Chứ để sau này mình nói nó hơi phiền lắm mà nghĩa. Dạ. Cô sao này cô nói nó phiền lắm. Đó, vậy đó, giờ ý cô sao đó, cô cứ nói lên cộng đồng mạng đi cho nó dễ. Cộng đồng mạng, bây giờ cũng như là tôi cũng lỡ cứu em Thúy một lần rồi. Nếu sau này Thúy có khỏe mạnh thì tôi sẽ về tôi cho mướn căn nhà trọ. Rồi nếu mà Thúy khỏe thì tự ăn tự uống, còn nếu mà còn yếu á, thì mướn người chăm. Chăm cho đỡ cho nó khỏe đi rồi tự nó kiếm nó sống. Chứ bây giờ chó đuổi qua mèo đuổi lại thấy cuộc đời Thúy thấy khổ quá. À, giờ tôi có ý kiến vậy, thì nhà trọ tôi thì tôi có. Thì dù một người khuyết tật không tay không chân thì ai cũng phải làm mới có ăn hết. Còn chị Thúy thì không biết là cái đôi chân có cứu vãn được hay không, nhưng mà cũng mong là những điều tốt đẹp sẽ tới. Ít nhất là chị Thúy cũng đi khởm khởm chống gậy đi cũng được, chống nạn cũng được. Nếu đi không được thì mua chiếc xe bỏ lên, sáng đi bán 50 tờ với số sống Sài Gòn cũng được vậy. Dạ. Yeah. Chứ mà giờ về quê giờ không ai nhận, giờ này kia nọ thôi mất công quá. Bây giờ cô cho con đi tham quan phòng trọ xíu ha. Dạ, cô dẫn con đi đi. Dạ. Bữa nay là cái ngày đầu tiên mà được tham quan những phòng trọ của cô. Ủa đây là phòng trọ của cô ấy không hả cô? Phòng trọ đẹp ghê không bà cô chú anh chị. Ở đây là rất là thoáng mát luôn. Ở đây thì yên tĩnh. Dạ. Rồi con, yên tĩnh lắm. Nói chung là ở đây thì khỏe. Dạ. Phòng trọ ở đâu cô? Đây. Đây hả? Dạ. Dạ đây con, dạ đây. Thúy chưa về, em ở đỡ. Dạ. Nào Thúy về thì Thúy ở phòng này. Dạ. Thúy về Thúy ở phòng này ha. Ừ, đúng rồi. Ủa ở đây là một tháng nhiêu cô? Một giờ tám. Nước thì 25 ngàn, khói điện thì 3 ngàn. Dạ. Ở đây là rẻ nhất á, còn bước ra là 2 triệu 8, 3 triệu không à. Dạ. Ở bên quận 7 là tình hình là phòng trọ nào cũng phải là từ 1 triệu 8 đổ lên ông bà. Dạ. Yeah. Bây giờ mà kiếm phòng trọ mà 1 triệu mà không giờ có luôn. Dạ. Yeah. Cô ở nhà trọ lâu chưa? Dạ trời. Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Cô cũng biết đau đầu quá. Mà ở đây thì con thấy cũng đông vui nè. Yên tĩnh lắm. Đau đầu dữ vậy ta. Nó trời lâu đầu quá trời. Hay là mấy nay áp lực quá đau đầu. Áp lực quá không ngủ được. Dạ. Yeah. Áp lực quá không ngủ được. Ủa cô có đặt sữa ông chúa con hả? Đó, lắm đó. Rồi lấy con coi con. Dạ. Không, hình như quận 7 giờ sữa ông chúa con là dữ rồi. Dạ. Nha. Ủa cô uống gần hết luôn hả? Uống hết luôn. Hai chồng. Uống gần hết luôn bà. Khỏe. Dạ. Ủa mà cô uống là cho con hỏi nè. À, tình hình là cô uống sao? Thấy sao? Hết tơi tay luôn. Hết tơi tay luôn. Một lần đưa về không được. Cô đi giúp việc nhà đó. Dạ. Rồi cô cầm cái đồ lau nhà không được luôn. Nó cái chân ông bị tai biến đi cà nai cà xiên té. Bây giờ đi được. Ông ngâm. À. Là chú hả? Dạ. Chú là lúc trước là bị tai biến đi không được. Biến nữa. Dạ. Bây giờ đứng được không? Đi được. Dạ. Uống gần hết hả? Gần hết rồi. Bữa hỏi mua hết đến được. Gần hết rồi. Hay vậy ta? Không có hai người uống mà. Hai chồng. Dạ. Sáng làm gì? Nhưng mà bây giờ là cô uống là cô cảm thấy sức khỏe còn sao? Ngon lành. Đứng ngoài đi. Được, ngon lành hả? Ngon lành luôn. À. Bây giờ biểu bị giác 150-50kg giác được luôn. Ghê vậy? Mạnh dữ quá vậy. Dạ có hỏi thiệt á là con mình. Con có nói dốc, con có nói không thôi được, nó bậy mang con. Dạ. Chết ạ. À. Không được. Là cô uống vô là cô thấy là sức khỏe cải thiện đúng không? Đỡ hai cái chân lắm. Dạ. Mỗi lần có đau kinh thỏ. Dạ. Đi đồng bộ của con. Dạ. Từ Hoàng Diệu đi, đi khúc Nguyễn Phúc. Bây giờ đi một mạch từ Hoàng Diệu đi lại tới xe 20 á, qua bưu điện Sấm Chiếu luôn, đi một nước một. Dạ. Lên xe về rồi ăn ngủ ngon hơn trước nha. Dạ. Thầy chú là lúc trước là tai biến là cái đi không được, yếu bây giờ chân ông có đi nhẹ lắm, đi nhẹ hết mua nữa rồi. Dạ. Ủa chú ơi, tiêu rồi là lúc trước là giấc ngủ con sao? Ngủ sớm lắm, hai chồng ngủ sớm lắm. Dạ. Ủa con nghe cô nói là chú bữa trước là bị tai biến là đi khó hả chú? Dạ. Mà chú uống sữa ông chúa con lâu chưa? Uống lon này à. Dạ. Uống gần tháng rồi hả? Dạ. Mà bữa nay chú thấy như sao? Đi được. Đi được hả? Đó. Chú bước xuống được không?
Đâu có dịch đi. Giờ giờ. À. Là lúc trước là không đi được không á con? Đâu con đi, chú đi. Đâu? Đi được, đi ngon lành. À. Dạ. Nhưng mà trước khi mà chưa uống thì sao chú? Hả? À? Trước khi mà chưa uống là yếu hơn hay sao? Yếu hơn, đi mệt hơn. Là bây giờ là bước thoải mái hơn. À. À. Là lúc trước là chú bị chân nào? Chân này. Chân này. Là bữa nay là cảm thấy là bước nó nhẹ hơn hả? Ờ, nhẹ hơn. Dạ. Uống hết rồi, uống nữa. Dạ. Nhờ bà Tư với bà Hai chứ đâu biết đâu mà đang đường mổ mắt không biết luôn. Em cũng nhờ Nghĩa. Dạ, đâu đi thử coi. Dạ. Yeah. À, đi lại con coi. À. Đi. À bữa nay rồi. Vậy là lúc trước là đi là dở chân không lên hả? Ờ giờ không cũng lên vậy nhưng mà nó quét. À là gạt vậy hả? Là gì hả? Ừ. Lúc trước đi gì? Ừ. À. Dạ. Thôi vậy mừng quá hả? Cũng mừng dạ. Chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ cảm ơn. Vài bữa nó có hàng hả? Sớm về. Hết hàng hả? Hả? Không có ý cô nói là vài bữa có hàng sớm về và dạ, chị Thí về á. Dạ. Vậy là từ ngày mà uống tới giờ là ăn ngon, ngủ ngon. Ừ. Chú thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon ha. Là sức khỏe mình cải thiện rõ rệt đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ý lên mạng á, bà Hai ơi, bà Tư ơi mua một tô. Dạ. Cái này là người thật việc thật luôn không bà cô chú chị? Đúng rồi, đừng có bậy. Dạ. Nó bậy băng tội đúng không? Không băng tội. Dạ. Đừng có nói sàm đi, không có ai ép mình buộc mình hết á, đừng có nói bậy, cũng được. Dạ. Con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc chú mau hết bệnh, chúc hai vợ chồng chăm lo hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Chúc Nghĩa nha. Rồi giờ sức khỏe cho con, dáng giúp đỡ cho những người ta đau khổ cho cô. Dạ, dạ. Cô lên mạng có thấy con hoài. Dạ. Bây giờ là tình hình rồi, bây giờ là phải là tìm hướng mà giúp cho chị Thí là về phòng trọ này ở ông bà cô chú anh chị để nhưng mà chắc em sẽ thuê phòng trọ cho chị Thí là 1-2 năm. Còn số tiền còn lại là gửi vô thẻ cho chị Thí để mà có ăn có uống gì đó thì nó tiện lợi hơn, còn hơn là đưa tiền mặt, nhiều khi là ngủ là ăn đêm rồi mà hoặc là đi đâu đó là lạc mất trong xóm mình lại mang tiếng nữa. Đúng. Cũng hơi phiền lòng nên là mình phải làm sao làm cho nó an toàn nhất. Dạ. Ủa cái thẻ đó con, cái thẻ đó rồi Thí tự rút hay mình sẽ vô ngân hàng? Tự rút con, đi ra cái ATM là rút mà. À, dạ. Thầy đó nó dễ thì dạ. Đúng rồi. Mà nhà cửa bên đây thấy thoáng mát sạch sẽ. Yên lắm con ơi. Dạ. Yên lắm. Không có là ai làm phiền ha. Không. Nhà ai mới ở ha. Nhà ai nó ở. Đi qua lại chơi thoải mái. Có được 7 chủ nhật mới nghỉ nhà thôi. Còn dạ. Đi làm. Dạ. Dạ. Đi làm kiếm cơm ăn chứ. Nãy giờ thì em cũng đi quay cho ông bà xem một vòng về phòng trọ, tính ra cô cũng đại gia lắm bộ. Vậy mà có người nói là lấy 100 triệu. Mà cô cho hỏi là cái phòng này hơn 100 triệu không? Là người ta 500 triệu chưa bán. Là ông bà cô chú chị cũng biết là tổng cộng đây được bao nhiêu cái phòng này cô? 6 phòng. 6 phòng. 6 phòng là 3 tỷ nè. Rồi bên đây chưa tính nữa. Rồi còn ở đâu nữa không? Quận 9 nữa. Tính ra cô cũng đại gia lắm nha. Thôi cô Hai giàu chứ cô Tư nghèo nha. Cô Tư ở nhà lầu luôn. Cô Tư nghèo chứ cô Tư có giàu đâu nha. Ngày hôm qua con nghe hai cô nói là muốn bỏ cuộc á thì tối giờ con cũng không có nhắn tin hai cô luôn á. Chắc hai cô biết con buồn đúng không? Con buồn bà, con buồn rồi cô cũng buồn, cô khóc luôn, cô tức rồi cô khóc chứ không phải gì hết á. Dạ. Tức rồi cô khóc, mình có làm trái với lương tâm đâu con thấy không? Trời cô cháu mình đồng hành cực khổ, dễ sợ không? Dạ. Tội nghiệp con nó từ quận 12 chạy xuống, cực khổ biết bao nhiêu nói luôn á. Mà đêm nào cũng coi kênh đó hết á. Dạ. Đêm nào cũng coi. Cô mang má chồng Thí về ngủ đây. Ủa vậy là mẹ chồng Thí nằm đây hả? Nguyên cái nhà này để cho bà ở không nè. Ủa vậy hả? Ừ. Tháng phụ cô tiền điện nước có 500 ngàn. Mà dạ. Lúc ở dạ cầu đó. Dạ. Rồi về đây bà mượn chết luôn. Là tối là nấu đây rồi. Dạ. Đồ đạc để đây. Bà có vỏ đồ có 2-3 bộ, có đâu nhiều đâu. Dạ. Không có gì đâu. Đây, ngủ đây. Kêu bà vô đâu trải chiếu mà nó không thấy hàng dẫm. Dạ. Rồi sáng là bà đi làm, chiều bà mới về. Chỉ có tắm rửa thôi. Trời thấy tao cũng tội. Dạ. Nghe nói bỏ bà đi về luôn, bà cũng mừng. Bà nói thôi má nó chơi, bà nuôi dâu rồi đi. Tôi với lại bà Tiến bỏ bà ở lại nuôi đi. Dạ. Nói chứ bây giờ mà mình lỡ giúp mà mình bỏ gì khi vậy. Ông bà cũng buồn mình nữa đó. Buồn. Dạ. Cô phải bỏ chồng cô từ quận 9 cô về đây, đi lên đi xuống lên xuống cậy mà cái công mình không cực, yêu cầu đừng nói mình tiền bạc này kia nọ thôi.
Nhưng mà Mạnh Thường Quân cũng cảm ơn hai cô là mừng, phải trong lòng nó mừng còn hơn cái cho tiền nữa, thiệt luôn. Ông mà nói tiền mình kiếm được nè, bữa nay không có mai có, chứ đừng nói ở hai thím cháu tôi hoặc nghĩa rồi trục lợi này kia nọ, nghe nó buồn trong tâm. Trời ơi, bữa nay không có mai có, không có bán đắt xài. Chuyện nhỏ nó có mẹ gì đâu khó. Giờ như cô là con lớn rồi, gã cứ hết rồi, sẵn mình phải ra, sáng mơ uống về sáng. Vậy thôi. Ủa cô, vậy là tình hình của chị Thúy là khoảng bao nhiêu ngày nữa là xuất viện? Chắc con nghĩ là trong tuần sau là xuất viện quá. Cô định bữa nay lên cô gặp bác sĩ, cô hỏi rồi sao nè. Cô hỏi tình hình kết thúc gần sao, cô hiểu không? Cô cũng đau đầu quá, thật sự luôn. Cô rất là đau đầu. Nếu hôm nay mà không có sư cô với lại cô Hằng với chú Cường mà động viên cô, có lẽ cô bỏ vậy. Thật cô không đồng hành cùng con nữa đâu. Thật sự đau đầu lắm. Cô tức mà cô khóc á, nó thiệt á. Buồn ghê luôn á nghĩa. Buồn có chút xíu không? Thằng Nghĩa nó buồn lâu lắm rồi. Bây giờ là cô cứ hỏi giùm con đi. Nhưng mà cô nhớ là cái phòng này để lại cho chị Thúy nha. Đã nói là ok mà. Vậy là trong tuần sau là chị Thúy về đó. Có gì cô cho chị Thúy ở giùm con ha. Rồi có gì bữa đó con sẽ qua, con sẽ bàn giao tiền phòng trọ trước cho cô. Để nó về đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là mình tính trước đi để cho ông bà, cô chú, chị Mạnh Thường Quân cũng biết được là cái phòng trọ đó là của chị Thúy rồi. Lúc trước là sư cô có nói là nếu mà chị Thúy về là sư cô sẽ mướn người chăm sóc chị Thúy tầm 1-2 tháng gì đó. Có thể là mướn mẹ chồng đi, rồi mẹ chồng chăm sóc rồi nấu cơm ăn. Rồi lúc đó chị Thúy khỏe là chị Thúy sẽ tự động lo được. Còn cái chân thì từ từ mới hồi phục, nhưng mà đôi tay làm được hết mà. Còn nếu mà cái chân mà không biết bây giờ cái chân lành lặn chưa cô? Cái chân này lành này con khô rồi. Chỉ còn có cái lưng với là cái ở cái đây là cái lưng ở đây đó. Nó bị lở nhưng mà bữa nay là thịt nó cũng lên đầy rồi con. Bị cho ăn nhiều quá nó thịt nó lòi lên á. Giờ mình vô chất đạm nó nhiều nữa đó. Sức khỏe nay cô thấy được cũng cỡ 60% rồi đó con. Đạm. Hồi nãy là con thấy mặt mày đầy đặn dữ lắm rồi. Khỏe lắm rồi, bữa nay biết hết trơn rồi. Tiện giờ hả, chừng nào xuất viện về đó thì con lo phòng trọ cho Thúy ở thì cô đồng ý với con, ok. Rồi cái chuyện mà chăm sóc đó thì về đi cũng có người. Ví dụ mẹ chồng Thúy không nuôi thì cô sẽ kiếm cho con một người để nuôi cho Thúy. Nuôi Thúy thì phải ngại đêm chứ nếu mà nuôi ban ngày không thì bằng đêm, lỡ bằng đêm có công việc gì về sao? Người bệnh nhưng mà con thấy là mẹ chồng nuôi luôn được mà. Tại vì nằm đây đi bộ vô tới rồi, kế bên. Bây giờ đi bán cá thì chỉ được 100 mấy 200 ngàn thì chăm sóc thì nấu cơm rồi lau mình xíu thôi cũng với lại về nhà nó khỏe hơn, khỏe nhà thương. Nhà có võng, có đồ nằm đó, có chỗ ăn võng thì thôi, cái chuyện đó mình gác lại bên đi. Cũng có người nuôi, nếu mẹ chồng Thúy không nuôi thì cô sẽ kiếm cho con một người nuôi đàng hoàng chứ bây giờ ngày luôn, chưa về thì mình cũng chưa có tính được vấn đề đó đâu. Để coi khi nào Thúy xuất viện về đi rồi nhà trọ ổn định hết đi rồi tụi cô sẽ sắp xếp giùm con cái phần đó cũng được. Cô kiếm giùm người nuôi cũng được. Giờ lỡ nói giờ mình hả chăm sóc cô Thúy tới cùng luôn. Rồi vậy đó. Bữa nay là hai cô thật sự là rất là buồn và em mới xin phép là cô là tới quay cuộc sống của nhà cô luôn và mới nói cô là tìm hướng mà giúp đỡ cho chị Thúy vậy luôn không bà? Không ấy là hai cô cũng không có dẫn em lại tới đây đâu. Kiểu như là khi mà bị người ta nói là lấy 100 triệu thật sự mà nói ai cũng phải là tự ái hết. Sức của mình bỏ ra mình không có suy nghĩ tới mà người ta nói vậy á, mình thấy buồn. Cực không có gì á, quan trọng á. Tại xưa giờ cực từ nhỏ tới 100 triệu đó cô không buồn nhiều mà cô buồn cái lời nói ba cô cháu mình nó đem hình ảnh của Thúy đưa lên để kiếm chát chia nhau ăn. Thì cô rất là buồn cái câu nói đó. Lấy 100 triệu đó đem Thúy về nhà nuôi luôn. Người ta nói vậy đó thôi, giờ lỡ nuôi. Tại vì 100 triệu đó là nghĩa công bố lên rồi, cô không sợ nói nhưng mà cô không sợ, mình không có làm gì sao mình không sợ. Còn cái chuyện mình đem hình ảnh lên để cô cháu mình kiếm tiền mà Mạnh xin tiền Mạnh Thường Quân để chia chát nhau ăn thì cô rất là buồn. Cô rất là buồn. Mình bỏ công sức ra thì không ai biết mà, nhưng mà cái chuyện đó hỏi với cô cháu mình làm sao mà chụp lại được cái hình ảnh của Thúy. Cô nghĩ đúng không? Đó như chồng nữa nè, bây giờ là 3 triệu bạc mà bên cộng đồng mạng ta còn đòi lại huống hồn gì cô cháu mình. Cô cháu mình chụp lại ở đâu, lấy đâu ra tiền mà chụp lại. Mình đưa lên để mình cứu cho Thúy qua cơn nguy kịch thôi. Nhưng mà người ta nói cô rất là buồn, rất là tự ái. Thật sự với con mướn cô 100 triệu mà nói tiếng nói đó cô cũng chưa chắc gì cô nói nữa. Chứ đừng có nói mà nói không nữa, thật sự với con. Lúc
lên thấy mẹ thấy chăm dâu thấy cực, nhiều khi thấy tội luôn, nhiều khi không biết á, chúng tôi chỉ biểu rồi cũng dạy cho má chồng chăm sóc bệnh nhân sao thì bà cũng biết làm. Lúc đầu thì không biết, nói chung bà nói hồi đó cha mẹ bệnh còn chưa chăm mà giờ phải chăm dâu thì nói chung ban đầu không biết, nay biết rành rẽ sạch sẽ. Cô sáng rồi chạy lên cô chỉ dẫn chăm sao làm sao cho bệnh nhân nó mau hết. Cô phải chỉ hết, rồi cô lên cô phải dọn dẹp cái gì mà bà không biết, bà bài đó cô cũng phải dọn dẹp luôn, từ cái chỗ thí nằm đó, tất cả cô phải chạy lên chạy xuống hết chỉ cho bà. Bữa nay là bà làm được việc, còn hồi đầu con không biết, cô cực lắm, chạy lên chạy xuống chút xíu bác sĩ gọi, chút xíu bà gọi, cô chạy lên chạy xuống mà cô không có nể công vấn đề gì hết trơn á. Nói thật sự cô không có nể công gì vấn đề mà cô đòi hỏi tiền bạc đâu, nghĩa thật sự luôn, cô làm bằng cái tâm của cô thôi. Còn bây giờ ai muốn nghĩ cô như thế nào là nghĩ, ai nghĩ nhiều người ta gieo nghiệp nhiều thôi. Còn đối với cô không thành vấn đề nữa, thật sự luôn không thành vấn đề. Thật ra là lúc đầu là con thấy chị Thí nằm dưới gầm cầu là con chỉ muốn quay giúp đỡ chị ấy đi trị bệnh thôi. Nhưng mà càng quay càng hiểu vấn đề thì con mới nhận một khoản tiền để cho chị Thí sau này có thể là tự lo bản thân mình á. Vì người thân thì ông bà cũng hiểu rồi. Bây giờ là chị Thí chỉ sống một mình thôi. Còn cái tương lai thì nếu mà chị Thí biết làm ăn thì con nghĩ rằng là chị thấy ở Sài Gòn là rất là hợp lý. Dù sao là đất Sài Gòn là dễ sống nhất. Bà con tứ xứ đều đổ về Sài Gòn, rồi, tại sao rồi. Mình bây giờ mình phải đi ngược lại, trong khi đó là mình đang bệnh tật nữa. Đại cô cũng có ý kiến này nè, sau khi Thí về đây á thì cuộc sống của Thí nó rất là ổn rồi. Đừng mong là gia đình bên Thí ha, tất cả những người nào xung quanh đi, đừng có nói là chồng Thí tại sao không nuôi Thí này kia nọ, đừng dính líu tới chồng Thí nữa là tốt nhất. Cho nên để cuộc sống ổn cho Thí á, là để nghỉ ngơi hoặc là tìm một công việc gì đó để Thí làm có tiền sống mỗi ngày cho bản thân Thí thôi. Đừng gà chồng con nó vô thì đôi lúc nó cũng khó chịu lắm. Con hiểu không? Lúc khó chịu lắm. Tội nghiệp cho nó, giờ hai đứa tụi nó là coi như là kết thúc rồi thì giờ đường ai nấy đi thì Thí giờ cũng có cuộc sống của Mạnh Thường Quân giúp, cũng có được một ít vốn để làm ăn. Thì giờ nếu mà chưa khỏe thì nhà có người nuôi, còn nếu mà khỏe rồi phải tự túc, ví dụ mua một chiếc xe lăn lên đi rồi sáng phải lăn ra bán với số kiếm 50.000 bạc gì sống cũng được rồi con. Ví dụ đây không có gạo ăn thì có lẽ là chòm sớm này người ta cũng cho được gói mì hay hoặc là một ký gạo, nói chung là như vậy, người ta không giúp được tiền chứ cuộc sống mà thấy khổ rồi phải đùm bọc với nhau, chị em người ta cho người này xây tua cho ăn có thể đủ ăn, cuộc sống ăn thì đủ chứ mà dư thì không có dư thôi, ý là cô là như vậy đó. Sau này coi kết thúc cái chuyện của thằng Đen đi, đừng có đem vô nữa, tội nghiệp cho nó, đứa nào cũng tội nghiệp, nó suy nghĩ nhiều tội nghiệp nó. Sẵn đây thì em cũng nói thêm để cho ông bà hiểu, tình hình hiện tại là phòng trọ ở bên quận 7 rất là giá cao, nếu mà khoảng 1-2 năm á thì Mạnh Thường Quân giúp được, còn về lâu về dài nếu mà chị cảm thấy là chị bán số không đủ sống ở đây thì chị có thể là lúc đó chị suy nghĩ lại là chị sẽ một mình đi vào Bình Tân hoặc là mấy cái vùng ven, chị mướn phòng trọ 1 triệu chị sống cũng được, nhưng mà tạm thời thì bây giờ là chị Thí ở đây trước đi, rồi sau này thì mình tính sao. Để nhiều khi là đăng clip lên ông bà nói là sao mà thuê phòng trọ giá cao vậy, bây giờ chị Thí gọi là cái từ mà thân tàn ma dại luôn á, mà rồi, bây đúng. Giờ đẩy đi nơi khác đó thì chị không có ai hết á. Dù bây giờ chị ở đây dù sao thì cũng còn bà con lối xóm, chị Thí cũng ở đây lâu rồi, nên là con nghĩ là ở đây là hợp lý nhất. Rồi lâu dài thì tự chị Thí nhìn nhận, rồi chị Thí muốn chọn con đường nào chị Thí đi. Cái trước mắt đó là ông bà muốn giúp đỡ chị Thí khỏe mạnh lại, còn cái cuộc sống thì tương lai của chị ấy thì tự chị ấy lo chứ không ai lo được mãi. Đúng rồi, người ta giúp cái khó chứ đâu ai giúp cái khổ hoài con, đâu muốn giúp được cái khổ hoài. Với lại cô muốn nói gì nè, nếu mà Thí mạnh giỏi ở đây suốt đời thì thôi, còn nếu mà cuộc đời của Thí có bất hạnh như thế nào đó thì mong rằng gia đình bên Thí đừng làm khó làm dễ cái chủ nhà trọ người ta. Cô cũng muốn lên luôn, tại bà này bà không nói, nhưng mà riêng cô sợ sau này, thì mong rằng gia đình bên Thí đừng làm khó làm dễ với cái người mà nhà trọ ở đây thì tội nghiệp cho người ta, hoặc là tất cả Mạnh Thường Quân hay là ai gì đó, đừng đổ thừa người này người kia là cũng tội cho người ta lắm. Ý là cô muốn như vậy đó, hồi đầu mình phải nói cho rõ hết để sau này con biết đời vô thường, đâu có biết được nhỉ. Không biết được cái chuyện hôm nay, không biết được cái chuyện ngày mai đâu. Đợt 3 em nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị Thí, do là chị Thí trong bệnh viện em không tới thăm được, thì em cũng xin phép đọc tên là Quanh Xuân Trường 500.000, Anh Hạch Hồ Chí Minh 500.000, nội dung gửi cô gái 35 tuổi 100.000, Nguyễn Đình Trường 500.000, tổng là 1.6 triệu. Với đợt trước là em còn giữ là 97.437.260 đồng,
cộng với 1.6 triệu. Tính tới thời điểm hiện tại là em giữ giùm chị Thí là 99.037.000. Dạ. Thì một tuần nữa chị Thí về thì em sẽ mở cho chị Thí một cái thẻ. Còn lại thì em sẽ đóng cho chị Thí là 1 năm hoặc là 2 năm nhà trọ. Bây giờ mà đưa tiền nhiều thì chị Thí xài cũng hết, nên là mướn nhà trọ dài thì chắc chắn hơn. Còn tiền còn lại thì ăn uống rồi để vốn khi làm ăn ông bà cô chú anh chị. Vậy con, chứ sao giờ tôi giúp mình cái thời gian nào khó khăn thôi, chứ đâu đó ai giúp mình suốt cả đời đâu con. Dạ. Vụ mất Thí về đây có khổ không? Ví dụ có khổ hả? Tiền thì cô không có thật sự, nhưng ký gạo với mì thì cô có. Ký gạo với mì thì cô có, chắc là phải có. Dạ. Rồi đó. Đó, chia cơm xẻ áo thì có. Mà cuộc sống Thí thì tí em Thí nếu mà mạnh khỏe thì phải tự bươn chải, tự kiếm ăn. Dạ. Ai cũng vậy, bây giờ cuộc sống bây giờ rất là khó khăn, ai cũng phải vậy thôi. Biết bao nhiêu mà mảnh đời bất hạnh con, chứ đâu phải riêng mình Thí đâu. Biết bao nhiêu luôn, nhiều lắm con ơi. Dạ. Nhưng mà mỗi người là có một cái số cô. Có nhiều người hỏi em là tại sao không đem tiền giúp cho những người già nằm một chỗ. Dạ, nằm một chỗ mà có con cái thì phải con cái lo chứ. Đúng. Khi nào mà không có người thân á, mà em biết tới thì em sẽ chia sẻ. Và nếu mà Mạnh Thường Quân giúp á, thì em mới dùng số tiền đó em cho được. Đúng chứ rồi. Không thể nào mà em lấy số tiền của Mạnh Thường Quân đang thương chị Thí gì nè, em đem cho người đó là không được. Tại vì Mạnh Thường Quân chỉ thương chị Thí cho chị Thí thôi. Giống như là mấy cô chú đi, bây giờ thấy 10 hoàn cảnh mà cô chú thương có một hoàn cảnh thì cô chú cho người đó, thì phải cho người đó chứ cô chú đâu muốn cho người khác đâu. Nên là những ai mà bình luận mà nói em vậy thì cũng nên là suy nghĩ lại. Tại vì mỗi người sinh ra đều có một cái số phận và một cái phần phước. Ai có phước thì sẽ nhận. Còn cái quá khứ thì mình không bàn tới nữa. Tại vì cái quá khứ thì mỗi người sinh ra thì không ai mà muốn chọn cái quá khứ mình vậy. Tại vì cái số mình phải chấp nhận, tới ngày đó mình phải trả cái nghiệp hoặc là cái phước. Nếu mình kiếp trước mình có thì kiếp này mình nhận, còn không thì coi như là cát bụi. Dạ. Thì có lẽ là ba cô cháu mình hôm bữa giờ là nói hết rồi, là tim gan là móc ra hết rồi. Nên là bây giờ mình cũng không cần phải nói gì nữa. Bây giờ mà là mình cứ như vậy mình giúp chị Thí thôi cô ha. Vậy đi con ơi. Dạ. Nói chung là cô muốn bỏ cuộc 2-3 bữa nay, thật sự cô rất buồn, nhắn tin cho con. Điện thì sợ con đang quay clip con nghe không được, cô nhắn tin nó cũng buồn lắm, nói bà Hai nó. Thôi cô Hai, cô đồng hành với Nghĩa đi, tôi không có động lực nào mà đi theo Nghĩa được hết trơn á, thiệt luôn á. Buồn mà cô, con biết cái tính cô khóc luôn là con hiểu rồi đó, cô tức mà cô khóc á, thiệt luôn á. Mạnh Đồng Quân rồi mình phải đi tới cùng, giờ nửa chừng mình bỏ cô cũng không được. Mà thay dám tím đi con từ quận 9 về đây hết nhiêu tiền xe mà đi về không về, con cũng đâu ngại ba cái tiền nữa đâu. Mà giờ bên gia đình của ông Đen cũng lắng dịu rồi, cũng khắc phục hậu quả. Thì giờ mình cũng tạm ổn, mẹ giờ thì chăm dâu, thằng Đen thì nó cũng khắc phục hậu quả nó rồi. Thì giờ cũng mình cho nó lắng đi. Thì giờ tiếp theo là mình đồng hành ba cô cháu mình cho Thí thẻ về nhà. Yeah. Yeah, là rồi. Dạ, vậy đây, bây giờ ai nói gì nói, bỏ qua tôi, không nghe nữa. Dạ em Nghĩa xin kết thúc clip tại đây. Em chúc bà, cô chú, chị được sức khỏe. Con cảm ơn hai cô. Chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn con Nghĩa. Dạ, cảm ơn tất cả cộng đồng mạng, ông bà, cô chú. Dạ, dạ không nói nữa. Bây giờ là nuôi Thí khỏe, dứt Thí về. Dạ rồi. Ok.